Hôm nay mình sẽ nói về whether và if trong câu hỏi gián tiếp. Đối với các câu hỏi gián tiếp mà không có từ để hỏi, tức là các cái câu hỏi mà các bạn sẽ trả lời là yes hoặc là no, thì chúng ta sẽ thường dùng whether và if. Ví dụ, tôi có câu hỏi trực tiếp là liệu tôi có thời gian không nhỉ? Vậy câu hỏi trực tiếp trong tiếng Anh sẽ là do I have time? Nhưng khi nói ở trong một câu gián tiếp, tôi cũng không chắc là liệu tôi có thời gian không nữa. Chúng ta sẽ nói I'm not sure whether I have time. Hoặc là I'm not sure if I have time. Nhưng trong một số trường hợp mà các bạn phải nói với giọng điệu trang trọng hoặc là chính thức hơn thì chúng ta nên dùng whether và or. Ví dụ như để tôi nói cho bạn biết bạn có nên học tiếng Anh hay không. Let me tell you whether you should learn English or not. Hãy nói cho mình thắc mắc của các bạn về môn tiếng Anh ở phần comment của YouTube nhé. Mình sẽ trả lời các bạn nếu có thể.